vòng knockout World Cup 2018, chờ Messi đấu Ronaldo. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2018 chỉ mới qua hết vòng bảng, nhưng người hâm mộ đã được chứng kiến rất nhiều bất ngờ. Những ứng cử viên nặng ký như Tây Ban Nha, Argentina hay Bồ Đào Nha phải chờ đến trận cuối cùng mới xác định được số phận của mình, và cơn địa chấn đầu tiên đã xuất hiện khi nhà đương kim vô địch Đức dừng chân ngay tại vòng bảng. Điều đó hứa hẹn World Cup năm nay sẽ rất gay cấn và hấp dẫn khi 16 đội giành quyền vào vòng trong đều rất xứng đáng. Cặp đấu đầu tiên tại vòng knockout năm nay là Pháp và Argentina, được xem như là cặp đấu cân tài cân sức. Ngay từ trước khi World Cup diễn ra, Pháp và Argentina được đánh giá sẽ là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Không nhiều người nghĩ hai đội bóng này sẽ gặp nhau quá sớm, khi mà với lực lượng đội hình đang có, ai cũng nghĩ hai ông lớn của bóng đá thế giới sẽ giành ngôi nhất bảng và tránh đụng mặt nhau ở vòng 16 đội. Nhưng cuối cùng chỉ có Pháp làm được điều đó, còn Argentina phải đợi đến những phút cuối của trận thứ 3 vòng bảng mới biết mình đi tiếp với ngôi nhì bảng. Ở lượt trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Pháp cùng Đan Mạch đã diễn trò để hòa 0-0, khiến người hâm mộ nổi giận thực sự, kể cả người hâm mộ Pháp cũng vậy. Huấn luyện viên Deschamps có thể nhìn xa và muốn bảo toàn lực lượng cũng như thể lực cho trận chiến một mất một còn ở vòng knockout. Sự toan tính đó là cần thiết, nhưng điều đó vẫn không thuyết phục được người hâm mộ. Cách tốt nhất để người hâm mộ Pháp nguôi giận là thầy trò huấn luyện viên Deschamps phải hạ được Argentina ở vòng knockout đầu tiên. Đối với Argentina, trước khi lượt trận cuối vòng bảng diễn ra, cơ hội đi tiếp của đại diện Nam Mỹ là cực kỳ mong manh. Họ buộc phải tung ra sân đội hình mạnh nhất và chơi hết sức để giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, người ta đã nhìn thấy bản lĩnh của nhà Á quân thế giới. Messi ghi bàn, ngôi sao trẻ Marcos Llorente tỏa sáng đúng lúc giúp Argentina lách qua khe cửa hẹp để góp mặt ở vòng đấu cho 16 đội mạnh nhất. Pháp gặp Argentina hứa hẹn sẽ là trận cầu kịch tính và đáng xem nhất World Cup năm nay. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn chạm trán giữa lối đá hoa Mỹ Latin với lối đá thực dụng của châu Âu. Đó là lúc dàn sao trẻ của Pháp cần phải chứng minh họ xứng đáng là ứng cử viên cho ngôi vô địch năm nay. Còn riêng với Argentina, một chiến thắng không chỉ giúp họ tiến gần hơn đến ngôi vô địch mà còn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau những kết quả bết bát gần đây. Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng cũng như lối chơi, Pháp đang chiếm ưu thế cho tấm vé vào tứ kết. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha là cặp đấu thứ hai giữa Nam Mỹ và châu Âu. Trong cuộc đối đầu này, Uruguay hoàn toàn nắm ưu thế khi đại diện Nam Mỹ đã thể hiện phong độ xuất sắc khi giành cả 3 chiến thắng tại vòng bảng. Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha lại vất vả và may mắn mới vượt được qua vòng bảng. Đội hình của Bồ Đào Nha đã bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng khi mà các cầu thủ chỉ cần khóa chặt còi nổ Ronaldo, nhà vô địch châu Âu sẽ không còn nguy hiểm và có thể nhận bàn thua bất cứ lúc nào. Thực tế, Bồ Đào Nha là đội bóng không được đánh giá quá cao tại các sân chơi lớn. Sức mạnh của họ phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Ronaldo. Nếu biết tận dụng và khai thác nhược điểm này, một chiến thắng để tiến vào vòng tứ kết không phải là quá khó với Uruguay đang có tinh thần thi đấu rất cao. Trước khi hai trận đấu này diễn ra, người hâm mộ đang mơ về một trận cầu giữa hai siêu sao Ronaldo và Messi ở tứ kết. Tuy nhiên, đó là cả Uruguay lẫn Pháp đều là đối thủ khó nhằn với Bồ Đào Nha và Argentina. Sơ kết vòng bảng. Liệu rằng VAR chỉ có lợi cho đội bóng lớn? Công nghệ VAR có nghĩa là video trợ lý trọng tài lần đầu tiên được sử dụng trong một kỳ World Cup với hy vọng loại bỏ những tình huống gây tranh cãi, qua đó giúp trọng tài tránh được những lời chỉ trích. Tuy nhiên, trải qua vòng bảng, công nghệ VAR không những gây áp lực gia tăng cho các trọng tài mà còn bị chỉ trích bởi cách mà nó được sử dụng. Các quyết định xoay quanh VAR thường có lợi cho đội bóng lớn. Tuyển Pháp được hưởng một quả phạt đền trong trận đấu mở màn với tuyển Úc theo sau quyết định xem xét VAR của trọng tài. VAR một lần nữa được sử dụng và mang về quả phạt đền cho Peru trong trận đấu với tuyển Đan Mạch. Trong khi đó, ở tình huống tranh cãi tương tự, tuyển Ireland cũng cho rằng họ sẽ được hưởng một quả phạt đền trong trận đấu với tuyển Argentina nếu trọng tài dùng VAR. Còn ở trận Nigeria gặp Argentina, đại bàng xanh không được hưởng phạt đền ở tình huống Marcos Rojo để tay chạm bóng trong vòng cấm dù trọng tài đã sử dụng VAR. Phát biểu sau trận, đội trưởng Mikel Obi của tuyển Nigeria cũng bóng gió cho rằng chỉ có những đội bóng lớn mới được hưởng lợi từ VAR. Mikel chia sẻ, tôi không muốn bình luận về vấn đề này, đội bóng lớn, đội bóng nhỏ. Tương tự ở trận Bồ Đào Nha gặp Iran, đại diện châu Âu được hưởng phạt đền ở tình huống Cristiano Ronaldo ngã trong vòng cấm khi trọng tài dùng VAR. Trong khi đó, Ronaldo chỉ phải nhận thẻ vàng trong tình huống giật trỏ vào Morteza Poraliganji của Iran, dù trọng tài đã xem xét VAR rất kỹ. Huấn luyện viên Iran Carlos Queiroz bức xúc phát biểu sau trận. VAR thiếu minh bạch, theo luật thì giật trỏ đối thủ phải bị thẻ đỏ, không quan trọng đó là Lionel Messi hay Ronaldo. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không ai cho tôi xem tình huống đó. VAR lại một lần nữa để lại dấu ấn trong trận Maroc gặp Tây Ban Nha khi trọng tài sử dụng công nghệ này và công nhận bàn thắng gỡ hòa 2 đều của Iago Aspas ở những phút cuối trận cho nhà vô địch 2010. Tiền vệ Nordin Amrabat của Maroc nhìn thẳng vào camera và nói, VAR là đồ rác rưởi.
Dù vậy, nhờ VAR, trọng tài cũng giúp trung vệ Sanchez và Colombia thoát khỏi một quả phạt đền do vào bóng hợp lệ ở trận thắng Senegal với tỷ số 1-0. Neymar cũng bị la ó khi ngã giả vờ và Brazil bị tước quả phạt đền ở trận thắng Costa Rica với tỷ số 2-0. Hãy xem từ vòng đấu bảng, VAR đã được sử dụng ra sao khi có nhiều cặp đấu tương đồng cũng như có liên quan đến chủ nhà hoặc hứa hẹn căng thẳng. Pháp gặp Argentina, Nga gặp Tây Ban Nha, Uruguay đối đầu với Bồ Đào Nha, Brazil gặp Mexico và cuộc đối đầu giữa Anh và Colombia. Cơn bão châu Á tại World Cup 2018 là lời thật lòng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa quý vị và các bạn, nếu không tính châu đại dương vốn chỉ có New Zealand một mình một ngựa, châu Á bị coi là liên đoàn của các đội tuyển yếu nhất tại World Cup 2018. Không phải ngẫu nhiên mà AFC dù có tới 46 thành viên cũng chỉ được trao 4,5 suất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ngang với khu vực Nam Mỹ với vỏn vẹn 10 thành viên. Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của một đại diện châu Á đó là bán kết. Song, chiến tích mà Hàn Quốc đạt được năm 2002 gây quá nhiều tranh cãi. Còn lại, các đội bóng từ AFC thường bị coi là lót đường hay là mỏ điểm. Nhưng tại World Cup 2018, mọi thứ đã thay đổi. Châu Á với sự chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm cao độ tạo nên hàng loạt bất ngờ. Nhật Bản vượt qua bảng đấu với các đối thủ khó nhằn như Senegal, Ba Lan, Colombia để vào vòng 1/8. Hàn Quốc tạo nên địa chấn khi đánh bại và khiến đương kim vô địch Đức rời giải ngay vòng bảng. Iran suýt chút nữa cũng buộc Ronaldo và đồng đội phải về nước sớm. Họ rời nước Nga với 4 điểm trong tay, để lại đằng sau hai trận đấu hào hùng trước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ả Rập Xê Út bị loại sớm chỉ sau 2 vòng đấu, nhưng đội bóng này vẫn kịp đứng dậy và vượt qua Ai Cập của Salah trong lượt trận cuối cùng. Ngay cả Australia cũng chơi đầy quả cảm và từng làm Pháp phải run rẩy. Thành tích mà các đội bóng châu Á có được không phải tự nhiên mà đến, tất cả đều phải nhờ vào những quá trình dài, trải qua vô số những khó khăn và thất bại. Hoàng tử Ả Rập Xê Út Tuni Asekit từng nói sau trận thua 0-5 trước Nga: "Chúng tôi đã đầu tư cho lứa cầu thủ này tất cả mọi thứ có thể, chúng tôi đưa về những đội ngũ huấn luyện tốt nhất và bỏ tiền thuê họ làm việc trong 3 năm liền. Nhưng giờ chúng tôi có thể thấy rằng tiềm năng của lứa cầu thủ hiện tại là có giới hạn, họ chỉ đạt được khoảng 5% so với kỳ vọng." Đó là những lời nói trong lúc bực tức, nhưng nó cũng chỉ ra rằng người Ả Rập Xê Út đầu tư mạnh tay ra sao cho nền bóng đá của họ. Những tấm gương từ Nhật Bản hay Hàn Quốc thì có lẽ không còn quá xa lạ. Hai nền bóng đá này đều tạo dựng được nền tảng tốt với hàng loạt lò đào tạo trẻ cũng như các câu lạc bộ thuộc hệ thống trường học. Thủ môn Jo Heung-woo, người khiến đội tuyển Đức phải khóc hận, bắt đầu tập luyện với vị trí gác đền từ khi còn rất nhỏ. Anh không gia nhập đội trẻ một câu lạc bộ nào mà gắn bó với các đội bóng trường học lên đến tận đại học. Đến năm 22 tuổi, Jo Heung-woo mới ký hợp đồng chuyên nghiệp với Jeju FC, nhưng chỉ 5 năm sau, anh đã rực sáng tại World Cup và từ chối các cú dứt điểm của Hummel hay Julian Brandt. Các đội bóng của châu Á cũng lựa chọn cho mình lối chơi phù hợp, tùy thời điểm mà phòng ngự chặt hoặc tổng tấn công, họ đưa ra đối sách riêng với từng cầu thủ, không bị dập khuôn trong một sơ đồ cứng nhắc. Khi được hỏi về khả năng dự World Cup của Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo nói liệu người Việt Nam đã sẵn sàng cho việc có đội bóng giành vé dự giải đấu lớn nhất hành tinh này hay chưa? Câu trả lời là chưa. Phong trào bóng đá ở Việt Nam phát triển chưa thực sự mạnh mẽ. Ở V-League, chỉ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai có đào tạo trẻ tốt, các câu lạc bộ khác thì chưa. Trung tâm PVF có cơ sở chất lượng nhưng cũng chỉ đào tạo 180 học viên, như thế là quá ít để lựa chọn cầu thủ. Muốn có đội tuyển dự World Cup thì tất cả phải đồng lòng, từ liên đoàn, các đội bóng, truyền thông cũng như người hâm mộ, hãy bắt tay xây dựng kế hoạch, làm từng bước từ bây giờ thay vì ngồi mơ mộng. Những gì diễn ra tại World Cup càng tăng sự thuyết phục trong lời của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nhiều nền bóng đá tại châu Á đang tiến bộ nhanh nhờ vào chiến lược tốt và đầu tư bài bản. Nhóm các đội dự World Cup thực sự là tấm gương cho phần còn lại. Ngoài ra, những Trung Quốc, Qatar, Thái Lan hay Uzbekistan cũng đang cho thấy nhiều điều hứa hẹn trong tương lai. Việt Nam cũng nằm trong số các nền bóng đá có bước tiến, song để giành một tấm vé World Cup, chúng ta vẫn còn một con đường rất xa phải đi. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang làm đúng những gì ông nói, thay vì nhận lời mời sang tận Nga xem World Cup, nhà cầm quân 59 tuổi chọn cách theo dõi qua màn ảnh nhỏ để dành thời gian xem dò cầu thủ tại V-League và đến Indonesia do thám đối thủ tiềm tàng. Chê trách Nhật Bản thiếu fair play, khác nào bắt họ mổ bụng giữa nước Nga. Những ai chỉ trích Nhật Bản thiếu fair play dù đi tiếp vào vòng 2 nhờ điểm fair play có lẽ chưa từng đặt mình vào vị thế của họ. Kết thúc hiệp 1 của hai lượt trận chót của bảng H, không có bàn thắng nào được ghi. Nếu không đều là tỷ số chung cuộc của cả hai trận thì Senegal và Nhật Bản sẽ đi tiếp. Nhưng ở một kỳ World Cup ngập tràn những kịch tính và xúc cảm này, mọi thứ đâu thể đơn giản như vậy. Phút thứ 59, Jan Bednarek bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho Ba Lan từ một tình huống dàn xếp sút phạt. Một bàn thắng từ trên trời rơi xuống khi trước đó Nhật Bản đã chủ động tấn công để có thể tự định đoạt số phận của mình. Nếu không có thêm bàn nào được ghi ở hai trận, Nhật sẽ bị loại. Họ cùng điểm với Colombia 4 điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Kịch tính tiếp tục diễn ra ở phút thứ 74 của trận đấu bên kia. Cũng từ một tình huống cố định, Jerry Mina bật cao đánh đầu đưa Colombia vượt lên.
Trên bảng xếp hạng, Colombia cũng nhảy lên dẫn đầu với 6 điểm, Senegal và Nhật Bản cùng xếp sau với 4 điểm. Hiệu số bàn thắng như nhau, nhưng Nhật xếp trên nhờ có điểm fair play tốt hơn ở vòng bảng. Nhật có 4 thẻ vàng so với 6 của Senegal. Nghe được tin này, Nhật Bản đá chậm lại và khiến cho khoảng 15 phút cuối trận rất buồn ngủ. Trong khi đó, ở trận còn lại, Senegal dồn ép tấn công điên cuồng nhưng bất thành. Đại diện châu Phi cuối cùng của World Cup đành rời cuộc chơi, nhường chỗ cho đại diện cuối cùng của châu Á. Chỉ thế thôi mà rất nhiều người chỉ trích Nhật Bản. Họ bảo Nhật đi tiếp nhờ luật fair play, nhưng kỳ thực lại không fair play một chút nào. Họ bảo Nhật Bản không tự cứu mình mà trao hết vận mệnh vào tay Colombia. Họ nói Nhật không mang tinh thần chiến binh của một hiệp sĩ đạo. Mọi người dường như đã quên sạch Nhật Bản đã chiến đấu kiên cường như thế nào trong hai trận trước. Họ đã đánh bại đội mạnh nhất bảng Colombia ngay trận ra quân, sau đó cực kỳ khôn ngoan và tỉnh táo để hòa Senegal 2-2 trong một thế trận làm nức lòng cả châu Á. Người ta không ngờ là Nhật lại có thể đương cự với một đối thủ vượt trội mình hoàn toàn về thể lực như vậy. Nhưng những lời khen ấy vụt biến mất chỉ sau 15 phút chót của bảng đấu này. Nhật đi tiếp không phải vì họ thiếu fair play mà vì họ đặt vận mệnh đội tuyển nước mình lên trên hết. Cơ hội đi tiếp họ đang cầm trong tay, họ không thể mạo hiểm tràn lên tấn công không toan tính như Senegal vì hai lẽ. Một là nếu Ba Lan phản công thành công, Nhật bị dẫn 0-2 thì Senegal sẽ vượt lên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Thứ hai, nếu tấn công mạnh, những pha va chạm không tránh khỏi, có khi Nhật mất luôn lợi thế về điểm fair play. Là một vị tướng, luyện viên Akira Nishino đã đưa ra một chỉ thị kịp thời và khôn ngoan, đó là hãm nhịp độ trận đấu lại, chấp nhận dựa vào vận may để đi tiếp. Đấy là một quyết định tuy có hơi mạo hiểm nhưng lại là phù hợp nhất với Nhật vào thời điểm ấy. Nhật đi tiếp vì đã biết tận dụng tối đa những quy định của luật đã phổ biến từ đầu giải. Họ đi tiếp nhờ giành 4 điểm trước đó và nhờ chơi fair play hơn chứ không phải cướp đi tấm vé của ai cả. Ngược lại, Senegal mất vé thì chỉ có thể tự trách mình. Trong bối cảnh chỉ cần hòa là đi tiếp, Senegal đã có một thế trận ngập ngừng trước Colombia. Họ không tấn công cũng chẳng chủ động phòng ngự. Sự lưỡng lự ấy khiến họ trả giá với pha ghi bàn của Mina. Cuộc tổng tấn công những phút cuối chỉ là một sự cứu chữa cho sai lầm từ đầu. Thế nên, cuộc chơi vốn công bằng và không một ai có thể trách Nhật. Vì người ghi bàn tống Senegal ra khỏi giải chính là Colombia và vì Colombia cũng cần phải thắng để tự định đoạt số phận của họ. Cuối cùng, tiếp tục so sánh Nhật Bản với các chiến binh Samurai là một lối so sánh ấu trĩ, lạc hậu. Samurai chính là biểu tượng cho sự ngu chung của thời kỳ phong kiến. Đấy là một chương trình đáng nhớ, nhưng việc tiêu diệt tư tưởng ngu chung, đặt dấu chấm hết cho những chiến binh mổ bụng được xem là nền tảng cho một xã hội Nhật Bản văn minh như hiện nay. Vậy mà đến giờ, nhiều người vẫn muốn chứng kiến Nhật Bản mổ bụng giữa nước Nga để tôn vinh tinh thần võ sĩ đạo. Cầu thủ Iran dã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 23 vì bị xúc phạm nặng nề. Thưa quý vị và các bạn, thời đại bùng nổ của công nghệ và truyền thông, World Cup trở thành chủ đề hấp dẫn số 1 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ giữa tháng 6 đến nay. Mạng xã hội là nơi tung hô, tán dương các ngôi sao lên đến tận trời xanh, nhưng đồng thời cũng dồn nhiều cầu thủ vào đường cùng mỗi khi họ thi đấu kém hiệu quả. Trường hợp của cầu thủ Sada Ajmoun của đội tuyển Iran là một ví dụ điển hình. Ajmoun từng được gọi là Messi của Iran với thành tích ghi tới 23 bàn chỉ sau 33 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, dấu ấn của Ajmoun cho màu cờ sắc áo quê hương đã chính thức kết thúc sau World Cup. Ngôi sao của Iran mới đây vừa tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia sau khi bị lăng mạ, chửi bới nghiệt ngã trên mạng xã hội đến mức khiến mẹ anh lâm bệnh nặng. Ajmoun đã lên tiếng chia sẻ, mẹ tôi hiện tại đã vượt qua cơn nguy hiểm khiến tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật không may khi một số người đã xúc phạm tôi cùng các đồng đội một cách quá đáng, khiến bệnh tim của mẹ tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì lẽ đó, đứng trước sự lựa chọn tiếp tục ở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay bảo vệ mẹ của mình, Ajmoun đã chọn phương án thứ hai, đồng nghĩa với việc dã từ thi đấu quốc tế ở tuổi 23. Đây chắc chắn là một sự mất mát vô cùng to lớn cho đội tuyển Iran, bởi Ajmoun hiện là cái tên đứng thứ tư trong danh sách các chân sút ghi bàn tốt nhất trong lịch sử của đội tuyển quốc gia. Trước khi để thua Tây Ban Nha, Iran đã có chiến thắng bất ngờ trước Maroc trong trận ra quân tại World Cup. Đến lượt trận cuối cùng của vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Carlos Queiroz chỉ giành được 1 điểm trước Bồ Đào Nha, qua đó có 4 điểm sau 3 lượt trận và phải chấp nhận chia tay World Cup.